Giọng mình sẽ hơi khó nghe tí nha mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi Yata. Lý do là sao Yata mình lên tận bậc B rồi mà mình vẫn chưa có video Yata nào trên YouTube của mình, là vì đơn giản là cứ mỗi lần mình quay video về Yata là y rằng mình gặp cái lỗi, ví dụ như bảo vệ màn đêm này. Đấy, tự nhiên không nói đến lỗi, có khi mình không nhớ đến phần mềm, mình không nhớ mình đang bật bảo vệ màn đêm đâu. Đó là một cái lỗi vô cùng lớn khiến cho tất cả các video mình quay về Yata mình đều phải xóa đi vì do mình bật bảo vệ màn đêm. Và hôm nay mình mới có cơ hội chơi Yata mới xem được. Và trận này trời ơi, mình cũng bị hơi bị lắc lắc tí, bây giờ nó vô này. Trận này thêm một lý do nhỏ nhỏ mình chơi Yata nữa là vì cậu bé là vì bên kia. Nào chị Vân. Ui. Rồi mình chưa cứ ấn chưa. Retreat. No mountains are too high to climb. Mình phải lấy được rồi. Đấy, mình đã được rồi. Nghe nghe cái mặt này. Chắc cái lao thẳng nào hợp lý không? Không chứ đi. Là vì kìa. My wings grant my people and I hope. Nó này mua la vì đừng gái. Gái sớm chết sớm á. Không ra đường đâu, nó ý tưởng rất tồi tệ ạ. I will finish the you have ngon. Đồng level 4 chắc bọn nó chưa lên ăn rồng đâu. Chắc vậy. Anh nhỏ hay không? Làm gì? No hai ra lỗi. Hóa ra là thay vì đánh lính là phải lên hỗ trợ đồng đội ngay đầu một tí hơn. Ready?
Chẳng biết đi đâu về đâu luôn. Đi đâu cho em vô mọi người. Chưa, không kịp. Pha này khi không tiếc ulti là thoát rồi. Tiếc quả ulti đấy không ấn. Kệ. Sao? Rút kinh nghiệm. Còn nếu không tiếc ulti mà lướt thẳng lên thì có khi sẽ thoát. Em biết thế ulti mình chỉ muốn dùng tốc biến thôi. Mà trời ạ, đang bị lên xem giống nào thì. I will finish. What? Mày thích cái đó hả Triệu Vân? Này thì gáy. Này thì gáy. Cái tội gáy được nhỉ? Này thì mày gáy. Này thì đầu hàng đi, mẹ tao vả vỡ mồm mày. Cái tem của đầu hàng tem mày á. Cút phắn xéo, xin lỗi. Mày chưa đủ chuyện. Mày chưa đủ trình. Ok. Em mất con tôi rồi. Mẹ nó. Your team has destroyed a tower. Mountains are too high. Làm gì ơi? Mày cứ dậy ngoài chơi đâu. Máu này có ăn thì cũng máu chẳng hơn bao nhiêu đâu. Cứ phải về hoàn toàn. Ta biến về mẹ luôn. Ta đây không nghĩ là tung nguyên quả ulti sẽ không ăn đứa nào. Tôi nghĩ là nếu mà có khi tung ăn được tầm 1-2 đứa, trợ đồng đội một tí thì yếu là nếu ăn đứa nào trong đó đứa nào cũng còn một tí máu á. Ông Rio mà ông tết tướng à? Cứ khoa lên nha ra về. Thôi để ông đứng đơ đơ tầm 3 giây ông bắn. Mẹ kém nó. An enemy has been defeated. Đẩy thằng trụ lên đi. Sao không nắn được thì phải lui về.
không ăn được, mẹ cứ lao lên vỡ mồm đúng rồi bạn. Ăn luôn bùa đi bạn ơi. Thì nó mất mềm lắm. Đấy cho là vì chỉ là game nó đi rừng. Chuyện ngay vừa năm rồi chuyện không. Đấy chẳng không. Đấy. Ui. Ta tốc biến cookie vả. Ủa đen ấy. Đen thế vậy. Mẹ mình tốc biến không kịp vậy. Ô đen thế. Đen. Pha này đen. Mình rất là đen. Mình đang tính là tốc biến. Xong rồi là nếu mà được thì sẽ hồi máu luôn. Còn nếu không thì sẽ dùng ulti để phóng lên phát nữa cho an toàn. Nhưng vừa tốc biến chưa kịp hồi máu thì đã toang rồi. Mày như tốc biến một còn tốc biến lỗi cơ là tốc biến nó không tiến lên một tí. Không chế không kịp. Vừa tốc biến tốc lên luôn. Lavi ơi, Lavi đang thẳng lên. À, trời ơi. Ông đứng ở khoảng cách đấy, ông bắn đứa nào? Ít nhất nếu muốn bắn thì phải đứng ở góc cạnh chứ. Ai, trời ơi. Muốn vừa bắn vừa đất thì phải đứng góc cạnh. Mẹ đứng cắt nó khoảng một khoảng một cái trụ chính mà đòi bắn nó, tôi không thấy ông giỏi. Ô mình thua ông MVP có 0,1 điểm kìa. Ơ kìa, ơ kìa. Có khi nãy mà cái pha cuối cùng mà mình giết thằng Triệu Vân ý, biết đâu lại lên điểm. Mình nghĩ lắm, có 0,1 điểm thôi mà giết một thằng là có khi ngon chứ. Có khi pha đấy nếu mà mình giết thằng Triệu Vân có khi lại ngon. Hoặc có khi pha đấy giết thằng Triệu Vân pha cuối ấy, với mình khoai lại tung skill, tung ulti lên rồi mà chuẩn bị bắn rồi thì lại chủ chết thì lại con. Và nhất là này, mình chết bằng nó này, kêu bằng nó này, trợ hơn nó hai này, tiền hơn nó này. Thì có khi giết thằng Triệu Vân thì sẽ là một VV thua. À, mà thực kệ. Mình chẳng quan tâm ghê lắm. Thế thôi mọi người nha.